xin chào tất cả chị gái xinh đẹp của em luôn ha. Em xin giới thiệu, em là Hoa, nhân viên tư vấn bán hàng của cơ sở ngọc trai Song Quốc. Hôm nay em gái xin giới thiệu đến mấy chị, đây là mã sản phẩm bông tai 144 luôn. Bông này là bông tai 144 đi chị ha. Mẫu là mẫu toàn tan dài vừa phải như này. Và mẫu này bên em thiết kế hình trái tim như mấy chị, rất là dễ thương như này. Ngọc là ngọc giọt nước 9 ly. Em có màu này màu đen và màu này màu trắng anh hồng. Bông tai 144 bên em. Bông là bông khoa gài rất là chắc chắn luôn nha mấy chị ơi. Kết hợp với bạc y 925 bạc đeo không đen không xỉ màu không cái nước da. Mẫu toàn tan vừa phải mấy chị ha. Mẫu này bên em đang có giá là 1.1 triệu. Hiện ở video này em gái giảm cho mấy chị đẹp của em chỉ còn 750.000 bông tai 144. Chị đẹp nào cảm thích bông tai 144 comment mã kèm số điện thoại là có đơn nha mấy chị ơi. Và em gái đeo thử cho mấy chị bông 144 mấy nha. Chị đẹp nào cảm thích bông 144 comment cho em gái luôn nha mấy chị ơi. Mẫu là toàn tan vừa phải nha mấy chị ơi, thiết kế hình trái tim thế này, đeo lên rất là xinh luôn nha mấy chị ơi, sang trọng và quý phái luôn. Chỉ 750.000 bông 144, chị đẹp nào cảm thích bông 144 kèm mã kèm số điện thoại là có đơn luôn. Dạ rồi, cảm ơn mấy chị đã theo dõi video này của em luôn ha. Chị đẹp nào cảm thích bông 144 comment bên dưới giùm em luôn nha. Bye bye, chào tất cả chị luôn ha.